Rồi, đầu video chung chào các bạn nha. Thì trên đây là cái mẫu chậu tròn 7 tấc dán chữ thư pháp mã đáo thành công. Thì cái mẫu chậu này mẫu chậu đế xây 360 độ nha bạn. Và cái hoa văn của cái chậu này là cái hoa văn cây búp nha bạn. Thì cái chậu này dán hai mặt chữ và hai cái mặt hoa văn. Thì các bạn thấy cái chậu xây rất là nhẹ nhàng, thì nhờ bên dưới cây đôn thì có thiết kế cái đường rãnh, trên cái dĩ cũng có cái đường rãnh và đạn keo thì các bạn sắp bên dưới cây đôn. Thì khi mình để cái dĩ lên thì cái rãnh của cái dĩ với cái đôn nó khớp với nhau, và cái chậu xây được thì nhờ cái đạn keo mình sắp bên dưới cây đôn cho bạn. Thì cái chậu này thì thuận tiện cho các bạn mình trồng cây sửa cây, thì khi cái dáng cây nào đẹp mình chỉ cần xây là xong, hoặc là mình chỉnh sửa cây thì chỉ cần mình ngồi một chỗ mình xây chậu là mình sửa được rồi, hoặc là ngắm nghía cái cây của mình. Thì là đây là cái mẫu chậu 7 tấc đế xây 360 độ. Thì bên sở có khuôn cấp khuôn, thì khuôn của cái chậu là khuôn quay gáp nha bạn. Thì mình quay xong thì mình dán chữ, dán hoa văn vô. Thì cái bộ chữ mã đáo thành công này dán được chậu 7 tấc, 8 tấc nha bạn, chữ rất là đẹp. Rồi thì các bạn nào có nhu cầu mua khuôn thì liên hệ Quốc Trung qua số điện thoại là 033 294 288, hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì video tới đây là kết thúc. Thì cuối video chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.